30 kinh nghiệm sống để đời mà bạn nên khắc cốt ghi tâm. Mến chào quý vị khán thính giả đã đến với bài chia sẻ trên kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống này vốn dĩ có rất nhiều bài học và những kinh nghiệm mà chúng ta cần phải học hỏi. Tuy nhiên, bên cạnh những kinh nghiệm bài học đã biết thì luôn có những kinh nghiệm sống bất thành văn, có những kinh nghiệm sống để đời mà không phải ai cũng có thể nói cho bạn biết. Trong đó có 30 kinh nghiệm sống mà sách Nói Minh Triết sẽ gửi đến bạn trong bài chia sẻ ngay sau đây. Kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm. Dựa vào người khác sẽ không bao giờ có thể khá lên được. Con người chỉ có thể cầu cứu chính mình. Bất cứ ai cũng không đáng tin cậy trên thế giới này. Không có người đáng tin, ngay cả cha mẹ, con cái cũng không phải là chỗ dựa cho bạn. Duy chỉ có bản thân bạn mới là chỗ dựa vững chãi nhất cho chính mình. Nếu bản thân không tự nỗ lực vươn lên, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác sẽ không bao giờ có thể khá lên được. Bỡ đỡ, nịnh hót là điều hết sức bình thường. Thực ra trong các mối quan hệ giữa người với người, bỡ đỡ, nịnh hót là điều hết sức bình thường. Nếu đơn thuần chỉ chú trọng đạo nghĩa, không màng bỡ đỡ, nịnh hót sẽ rất khó tránh khỏi thất bại. Phong thái quyết định tầm cao. Phong thái, tri thức, tầm nhìn và lòng dạ của mỗi người không giống nhau. Muốn thành công, muốn xây dựng sự nghiệp lớn, đầu tiên cần phải trau dồi bản thân mênh mông giống như biển lớn. Tận hưởng cô đơn, tiền không mua được. Khi đêm khuya vắng lặng, một mình chạy lên đỉnh núi hoặc sa mạc rộng lớn vô cùng yên tĩnh, không hiểu vì sao lại chảy nước mắt, không phải đau khổ cũng không phải vui sướng, mà đó là cảm giác thoải mái của sự yên tĩnh. Mọi thứ trong người như được mở ra, đau khổ, phiền não trong lòng bỗng nhiên biến mất. Đó là cảm giác tận hưởng sự cô đơn mà dù có bỏ tiền ra cũng không thể mua được. Linh hoạt mới tự tại. Nếu như tư tưởng suy nghĩ của một người không linh hoạt, coi như toang, giống như lấy một cái cốc để làm thuyền trong vũng nước, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể di chuyển được. Phải đứng cao nhìn rộng, phải linh hoạt thì mới có thể tự do, tự tại bay lượn trong thế gian vũ trụ này. Chẳng có gì là có được mãi mãi. Ai cũng hy vọng mọi thứ tốt đẹp không bị thay đổi. Giống như tình cảm nhân loại, chúng ta đều hy vọng có tình yêu vĩnh cửu, hy vọng nó không thay đổi. Tuổi tác cũng hy vọng không bao giờ thay đổi, trẻ mãi không già. Thế nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng giữa trời đất này không có gì là không biến đổi. Thay đổi là điều đương nhiên trên đời này, sẽ không có cái gọi là không thay đổi. Muốn nên nghiệp lớn, nhất định phải linh động. Những người vĩ đại trong lịch sử, loại một là lãnh đạo trí tuệ, biết biến đổi như thế nào trong bước tiếp theo, luôn luôn đứng trước sự biến đổi. Loại hai là tùy cơ ứng biến, bạn thay đổi, tôi cũng thay đổi. Loại ba là người khác thay đổi rồi mà vẫn đứng yên một chỗ. Ép buộc bản thân bằng tín ngưỡng. Tôi phát hiện những người có tư tưởng tín ngưỡng, thành tựu của họ tuyệt đối không giống như những người bình thường. Lúc bạn không ép buộc bản thân cũng chính là lúc bạn dễ bị thất bại nhất. Năng lượng của sự sống đến từ tĩnh thái. Năng lượng từ đâu mà đến? Đến từ tĩnh thái, đến từ hư không. Tại sao chúng ta bận rộn đến đêm phải ngủ? Đó là bởi vì con người cần phải ở trạng thái tĩnh, đầu óc cần phải được nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi, không được. Con người chúng ta thường hay lãng quên tĩnh thái và phung phí bản thân trong động thái. Càng khó càng phải chậm. Có những lúc xử lý một vấn đề khó, suy nghĩ mãi mà không thể tìm ra cách giải quyết. Đột nhiên tư tưởng bản thân lên tiếng, làm như thế này có thể giải quyết được vấn đề đó. Chính là tác dụng của tĩnh thái. Do vậy, khi xử lý một vấn đề phức tạp nào đó, bạn nhất định phải tĩnh tâm, không suy nghĩ gì cả. Bạn càng suy nghĩ, đầu óc càng căng thẳng. Một khi đầu óc căng thẳng, không chết thì cũng bệnh. Tu dưỡng thực sự là rèn tâm. Giữa hồng trần, tu dưỡng không chỉ có ở trên núi, trong chùa, mà có cả trong xã hội, trong cuộc sống. Dù bạn làm nghề gì cũng phải mang sự tu dưỡng của mình vào trong công việc, rèn tính đối với công việc, rèn tâm đối với con người. Đừng sợ gặp phải nghịch cảnh hay chướng ngại, bởi đó mới là thứ giúp bạn rèn tâm, tính, nâng cao đẳng cấp của bạn, tăng cường trí tuệ của bạn. Tâm thái tốt, cuộc sống mới tốt. Bất cứ việc gì cũng không được chỉ suy nghĩ đến mình, mà phải suy nghĩ cho cả người khác. Chỉ khi vứt bỏ ích kỷ, tư lợi và tự ái thì bản thân mới có thể tự tại. Bạn đối xử với người khác như thế nào, người khác cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Đừng lúc nào cũng chỉ biết oán trời trách người, móc khuyết điểm của người khác, nghĩ cách thay đổi người khác. Thay vào đó, hãy điều chỉnh tâm thái của chính mình. Mọi cảnh ngộ đều sẽ thay đổi theo tâm tướng. Tu dưỡng thực ra là thay đổi chính mình. Khi bạn tiếp nhận mọi thứ, bao dung mọi thứ, bạn sẽ không phiền não. Xem tất cả mọi người đều là người tốt, xem tất cả mọi việc đều là việc tốt, xem mọi viễn cảnh đều là viễn cảnh tốt.
Những người thường xuyên tìm kiếm khuyết điểm của bản thân, không ngừng bỏ đi sự cố chấp của bản thân mới là những người có tu dưỡng thực sự. Học để làm người chứ không phải vì mưu sinh. Tại sao phải học? Câu trả lời chính xác nhất đó là học để hiểu lý. Hiểu lý tức là phải hiểu đạo lý làm người. Mục đích giáo dục từ trước đến nay của chúng ta đó là vì làm người chứ không vì để sống, mưu sinh. Đi lại nhiều với những người có ích cho bản thân, giao thiệp với nhiều những người có nhân cách trưởng thành, phẩm chất đạo đức vững vàng để giúp bạn trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong những lúc nguy nan. Đi lại nhiều với những người lớn tuổi, bạn sẽ học được rất nhiều học vấn, kinh nghiệm. Chịu ơn mình thì quên, chịu ơn người thì không được quên. Làm ơn chớ nghĩ chịu ơn chớ quên. Không cần thiết phải ghi nhớ những ơn huệ mà mình đã giúp người khác. Nhưng nếu chịu ơn được người khác giúp đỡ, dù chỉ là chuyện nhỏ, cũng phải ghi nhớ suốt đời. Biết đủ là giàu, biết đủ là giàu. Mọi thứ chỉ cần đủ là được. Làm người không nên quá tham lam. Tham thì thâm, càng tham càng hại. Chỉ có biết đủ mới an nhàn, thảnh thơi. Làm người phải biết bổn phận. Làm người cần phải biết bổn phận của mình. Mọi việc phải tận hết trách nhiệm, tận hết bổn phận mới không hổ thẹn với lương tâm. Làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ mới là cuộc sống của con người. Cơ thể con người cũng giống như thời tiết. Mỗi ngày từ 11 giờ đêm đến 12 giờ trưa ngày hôm sau đều là dương khí, buổi chiều thuộc âm khí. Rất nhiều người trẻ hôm nay đều thiếu hụt dương khí, buổi sáng ngủ dậy đầu óc mơ mơ màng màng, tinh thần uể oải. Buổi chiều sau khi ngủ trưa một giấc, tinh thần dần dần hồi phục. Chỉ cần cuộc sống về đêm bắt đầu là tinh thần phấn chấn hẳn lên. Những người này đều là những người âm thịnh, dương suy, ngày đêm đảo lộn là cuộc sống của ma quỷ chứ không phải là cuộc sống của con người. Thế nào là tình bạn tốt nhất? Giao tình của người quân tử cao nhã, thuần tịnh, thanh đạm như nước. Bạn bè tốt không phải là bạn bè rượu thịt, không phải ngày nào cũng quay lại với nhau. Ngày thường hết sức thanh đạm, nhưng không vì thế mà lạnh nhạt vô tình. Bạn bè chỉ cần ốm đau, gặp khó khăn là sẽ xuất hiện. Ngày thường chẳng có gì, nhưng những lúc cần lại hết sức nhiệt tình. Làm người phải đại khí thì mới có nhân khí. Người trẻ cần phải chú ý một điều. Muốn làm nên sự nghiệp lớn cần phải hiểu một đạo lý rằng tích tài thì tan. Nhân tiền, nếu chỉ biết tích trong túi của bạn, quan hệ xã hội tự dưng sẽ ít đi, mọi việc trở nên khó khăn hơn. Một khi tiền trong túi bung ra giải quyết khó khăn cho người khác, tiền mất nhưng lại thêm bạn bè, thêm quan hệ. Có khó khăn tự nhiên sẽ có người ra tay giúp đỡ. Chân lý đối nhân xử thế. Đối với bản thân phải nghiêm khắc, nhưng đối với người khác không thể nghiêm khắc như đối với chính bản thân mình. Đối nhân xử thế là như vậy. Bạn đối xử tốt với người trên, kẻ dưới, tự nhiên sẽ bớt trách móc và oán hận. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn ngược lại, yêu cầu nặng nề với người khác, yêu cầu nhẹ nhàng với bản thân, tha thứ cho người khác khó hơn lên trời, tha thứ cho bản thân lại dễ như trở bàn tay. Cuộc đời là một bộ phim giả nhưng làm thật. Cuộc đời giống như một bộ phim, một khi đã bắt đầu, bạn phải diễn đến cùng. Nhưng bạn cần phải hiểu rõ rằng bạn đang đóng phim, vừa phải diễn tốt vai diễn của bạn, vừa không được coi phim như thật. Thực ra nhân gian không phải là quê nhà của chúng ta, chúng sinh chẳng qua chỉ là khách lạ qua đường. Đâu có gì đáng phải cố chấp, câu nệ, nói bớt vài câu, đâu có sao, lùi vài bước, đâu có sao. Nén giận, nổi cáu và nóng giận không những tổn thương người khác mà còn tổn hại đến mình. Nén giận là một môn nghệ thuật và người biết nén giận cũng là một nghệ sĩ. Tuyệt đối không được tùy tiện nổi nóng. Học cách nén giận đôi khi sẽ giúp bạn tránh khỏi những vạ miệng không đáng có. Không cộng sự với bản thân. Có những người là bạn rất tốt với mình khi còn đi học, khi còn trẻ, nhưng lại không thể cùng đi chung trên một con đường, nên chưa chắc đã là cộng sự được với nhau. Ví dụ, bạn có một công việc gì đó muốn rủ bạn bè làm cùng, thế nhưng kết cục thường là bạn bè trở thành oan gia, thật sự không đáng. Sống bình thường là khó nhất, môn học khó nhất là bình thường. Những người có thể sống bình thường, có thể bình thường trước mọi sóng gió, là những người có thể làm được tất cả mọi thứ. Giúp nhiều thành họa, tám gạo nuôi ân, đấu gạo nuôi thù. Tặng người một đấu gạo là ân nhân, tặng người cả cánh gạo là kẻ thù. Giúp đỡ bạn bè, cứu tế bạn bè một chút những lúc khó khăn, họ sẽ mãi cảm kích bạn. Nhưng nếu giúp nhiều quá, họ sẽ không bao giờ thấy đủ. Tham nhiều thì thương nhiều. Lúc nghèo khó, không nên vì loại mà mệt thân kiếm tiền, vì cuộc sống mưu sinh, nhưng không nên quá tham lam. Người chết vì ham tiền, tham lam quá không những tổn hại sức khỏe mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Buông nhưng không bỏ. Mỗi người đều có nhân duyên và phúc phần riêng của mình.
bạn vấn vương với điều gì thì điều đó sẽ làm tổn thương bạn. Bạn vấn vương với ai thì người đó sẽ khiến bạn đau lòng. Mọi thứ nên xem như mộng, mơ, hư ảo, buông xuôi mọi hoang tưởng. Nhưng buông không có nghĩa là bỏ. Những gì cần làm vẫn phải làm, mà còn phải làm cho tốt. Càng kêu càng nghèo, đừng kêu nghèo. Những người kêu nghèo là những người có tướng nghèo. Kêu nghèo là vì không biết đổ hoặc những lúc cần phải bố thí nhưng không bỏ tiền nên nghèo. Chính vì cứ mãi kêu nghèo nên cái nghèo bùa vây. Càng kêu càng nghèo. Con người muốn phú quý, đầu tiên phải biết đủ. Biết đủ là tướng thành công. Khi mọi thứ đều biết đủ, cuộc sống sẽ ngày càng phú quý. Ngược lại, nếu không biết đủ, sẽ ngày càng nghèo. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống là như vậy, luôn có một số bài học và những kinh nghiệm mà chúng ta cần phải không ngừng tích lũy mỗi ngày. Đây sẽ là những hành trang vững chắc giúp bạn vững bước trên chặng đường đời phía trước. Vậy nên hãy không ngừng học hỏi để có thể cải thiện tương lai, số phận của mình, quý vị nhé. Trong cuộc sống, quý vị ạ, đại đa số chúng ta luôn có thói quen dựa vào kinh nghiệm để tìm đường, mà quên mất rằng chỉ khi dám thử và dám sai thì mới có thể tiến về phía trước. Nhiều người cứ cậy mình có kinh nghiệm rồi nên không chịu thử thách bản thân, mà đâu biết rằng cuộc sống này vốn dĩ chẳng một màu. Nó đã và đang không ngừng thay đổi từng giờ, từng phút. Và việc chúng ta cần làm là đừng để kinh nghiệm quyết định cuộc đời. Sống là phải tiến lên trong những lần thử và dám sai. Có như vậy, cuộc sống mới có thể ngày càng tiến bộ. Trên trang mạng có chia sẻ một câu chuyện như sau. Bệnh viện tiếp nhận một em bé sơ sinh. Em bé được người lớn cuốn cho lớp nọ lớp kia rất chặt. Khi bác sĩ định khám cho em bé, bà nội sợ em bé bị nhiễm lạnh chỉ cho phép bác sĩ vạch ra một chút để khám, nói là sợ tà khí xâm nhập cơ thể. Nhưng rõ ràng khi đó là tháng 7, người lớn ăn mặc theo kiểu mùa đông sẽ rất dễ sinh bệnh. Sư đều nói là một đứa trẻ đau lòng ở chỗ vì bị bọc quá dày và nóng, em bé phát sốt rất cao, nhiều cơ quan trong cơ thể bị tổn thương. Và viện chưa được 24 giờ, đã không may qua đời. Những tình huống bi kịch như vậy không chỉ có một, và đằng sau chúng đều là những người bảo thủ như người bà trong câu chuyện trên. Họ chỉ chăm chăm vào những kinh nghiệm khi làm gì đó. Nếu người trẻ hoài nghi, họ sẽ ngay lập tức dùng thái độ của người từng trải ra để giáo huấn. Dù nói rằng những kinh nghiệm tốt có thể giúp con người ta bớt đi đường vòng, nhưng những kinh nghiệm không đâu cũng đem lại những bi kịch không thể ngờ. Mỗi một kinh nghiệm đều có hạn sử dụng, quá hạn sử dụng sẽ chỉ làm hại người khác. Dạo trước, một người anh thời đại học gọi điện thoại cho tôi, kẻ khổ nói cuộc đời mình đã bị ba mẹ hủy hoại. Ngày nộp nguyện vọng thi đại học, không để anh ấy học Tây y mà bắt học Đông y, vì lý do càng cổ càng tốt. Sau khi tốt nghiệp, không cho học tiếp thạc sĩ về Tây y, mà bắt đi làm, lý do là kinh nghiệm công việc quan trọng hơn bằng cấp. Làm việc được 3 năm, anh ấy vẫn nung nấu ý định học tiếp, nhưng ba mẹ lại muốn kết hôn, lý do là thành ra rồi hãy lập nghiệp. Kinh nghiệm của ba mẹ nghe thì có vẻ có lý, nhưng tới cuối cùng, người anh đó của tôi phát hiện ra rằng suốt 8 năm trời, mình chẳng thu được chút thành tựu gì. Muốn nhảy sang bệnh viện lớn nhưng khi phỏng vấn lại không qua được vì bệnh viện yêu cầu thạc sĩ hoặc thạc sĩ trở lên. Vì tuổi tác không còn nữa, có muốn học tiếp cũng không khả quan. Đến cả thầy hướng dẫn năm xưa rất quý anh ấy cũng không khách sáo mà bảo rằng đợi cậu tốt nghiệp thì cũng 40 rồi. Lúc đấy thì làm gì còn bệnh viện lớn nào cần cậu nữa. Dù nói người anh đó của tôi đổ hết lỗi lên cho ba mẹ là không đúng, nhưng nó cũng cho thấy một điều rằng kinh nghiệm thành công của ba mẹ chưa chắc đã phù hợp với tình hình hiện tại của con cái. Xã hội thay đổi nhanh chóng, những kinh nghiệm trong quá khứ chưa chắc đã phù hợp với hiện tại, đặc biệt là những kinh nghiệm liên quan tới chuyên ngành hay lập nghiệp. Kinh nghiệm tuy là trí tuệ tích lũy được qua sự từng trải, nhưng một vài trí tuệ có hạn sử dụng. Nếu vẫn còn hạn sử dụng, nó chắc chắn là một tài sản quý báu. Nhưng nếu quá hạn sử dụng, ngoài việc chỉ điểm mù quáng thì quả thực là chẳng có tí giá trị nào. Ếch ngồi đáy giếng, kinh nghiệm cũng sẽ hạn hẹp. Trong một bộ phim tài liệu của Trung Quốc mang tên Xuất Lộ có một câu chuyện xót xa như sau. Ở một vùng nông thôn ở Cam Túc, có một bé gái tên là Mã Bách Quyên. Ba mẹ cô bé đều là những nông dân không được đi học. Mỗi ngày đều đi chăn dê, trồng rau. Cuộc sống vô cùng nghèo khó. Vì Bách Quyên là con gái nên ba mẹ sớm đã an bài cuộc sống cho cô bé, kết hôn sớm và sinh con. Vì vậy, hai người họ vốn dĩ không có ý định cho con cái mình đi học. Dùng lời của người ba nói thì là, đi học thì sao? Cũng đi làm. Không đi học sao? Cũng đi làm. Thế thì sao phải đi học? Đối với người cha, đi học cũng vô dụng, lãng phí thời gian, tiền bạc. Cuối cùng vẫn chỉ làm công cho người ta.
Cuối cùng nhờ sự kiên trì của thầy hiệu trưởng mà 50 tuổi Bách Quyên đã được đi học. Nhưng vì đi học muộn, tiến bộ chậm, lại lớn hơn các bạn học khác, vì quá nhiều áp lực nên không lâu sau Bách Quyên đã nghỉ học. 56 tuổi, Bách Quyên được gả cho một người anh họ xa, một người làm việc trong một xưởng gốm sứ. Nói về Bách Quyên, người cha chỉ nói đơn giản, con cái nhà nghèo khó chỉ có một con đường. Ba của Bách Quyên không phải vì quá nghèo hay trong nam khinh nữ mà nói vậy, mà bởi vì theo kinh nghiệm của anh. Anh đã gặp qua vô số những trường hợp đi học chỉ làm lãng phí thời gian, trong khi không đi học lại vẫn có thể kiếm được tiền. Anh căn bản là không hiểu con gái ngoài việc gả cho người khác thì còn có khả năng gì khác. Kinh nghiệm của mỗi người đều chỉ bó hẹp trong những trải nghiệm của họ. Rồi phi bạn đứng ở một lập trường khác nếu không sẽ rất khó có thể nhìn được toàn diện sự việc. Bạn không thể yêu cầu một con ếch ở dưới đáy giếng kể cho bạn nghe xem vũ trụ to lớn ra sao. Một người ngồi dưới đáy giếng, tầm nhìn và trí thức của họ có giới hạn. Kinh nghiệm của họ cũng hẹp hòi và thậm chí là vô dụng nếu bắt buộc phải áp dụng kinh nghiệm này để dẫn đường cho người trẻ. Vậy thì kết quả chắc chắn là đường càng đi sẽ càng hẹp. Vì sao kinh nghiệm không đáng tin? Sự phiến diện của người nói có lẽ bạn cho rằng quan điểm của tôi quá tuyệt đối. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là bạn có lẽ chỉ nhìn thấy ai đó dùng kinh nghiệm giải quyết được vấn đề, nhưng lại bỏ qua hầu hết những người bị kinh nghiệm đó hại. Dùng sở thích uống trà thảo dược của người Quảng Đông ra làm ví dụ, người Quảng Đông Trung Quốc rất sợ bị nóng. Hễ bị đau đầu nóng xong, chỉ cần uống một ly trà thảo dược vào là vấn đề sẽ được giải quyết, vì hiệu quả rất tốt mà đời này sang đời khác đều thấy được công hiệu này của trà thảo mộc. Nhưng có nhiều người cũng bỏ qua rằng nếu uống trà không đúng cách rất dễ nguy hại tứ tạng. Chẳng hạn cho một số loại trà thảo dược có chứa hạ khô thảo có hại cho cơ thể. Một mặt hạ khô thảo có thể ức chế hệ thống miễn dịch của cơ thể, khiến cơ thể trở nên yếu hơn và dễ bị bệnh. Mặt khác, nó cũng có hại cho gan. Uống hạ khô thảo trong một thời gian dài có thể gây ngộ độc gan. Tỷ lệ mắc các bệnh thận mạn tính của Trung Quốc là 10%, cao nhất là 12% ở tỉnh Quảng Đông. Lý do cho điều này có lẽ là thói quen uống trà thảo dược lâu dài. Không khó để gặp những bài viết như này trên mạng, uống trà thảo dược hạ hỏa, hai vợ chồng ngộ độc, vì nóng trong nên uống trà thảo dược, 4 tiếng sau chóng mặt, nôn ra máu. Vì sự phiến diện của người từng trải, chúng ta có khuynh hướng phóng đại những điều tốt hoặc xấu. Kinh nghiệm được đúc kết ra thường không hoàn diện hay chính xác 100%, nhưng mọi chuyện trên thế giới này đều có tính hai mặt, có lợi ắt có hại. Điều chúng ta cần không phải là một trải nghiệm mang tính phóng đại sự thật, mà là một trải nghiệm có thể nhìn vào toàn bộ bức tranh. Ngay cả những kinh nghiệm chính xác cũng không thể áp dụng với mọi trường hợp. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có một câu chuyện kinh điển như sau. Khi quân Thục đánh Tào ra, Cát Lượng không làm theo đề xuất của mọi người dùng tướng cũ làm tiên phong, thay vào đó để người mà mình quý mến tên Mã Tắc dẫn quân dẫn thủ ở trong địa quân sự Nhai Đình. Mã Tắc từ nhỏ đã thích đọc binh pháp, bình thường bàn về binh pháp cũng như cá gặp nước. Vốn dĩ cho rằng người giỏi suy nghĩ, hiểu mưu lược như Mã Tắc sẽ bảo vệ được Nhai Đình. Nào ngờ Mã Tắc sau khi trông thấy địa hình ở Nhai Đình đã quyết định thay đổi ý định triển khai ban đầu của Gia Cát Lượng. Mã Tắc chủ trương bỏ cứu điểm quan trọng phía dưới đi lên phía cao, đợi kẻ địch đánh vào sẽ đánh úp từ trên xuống dưới một mẻ bắt gọn. Suy nghĩ của Mã Tắc rất đơn giản, chính là làm theo kinh nghiệm thành công đánh úp từ trên xuống trong binh pháp để làm kinh nghiệm này thành công. Nhưng quân địch vừa thấy Mã Tắc bỏ đường lớn chạy lên núi đã lập tức đoán ra được ý đồ, kiên quyết không công, thay vào đó bao vây phía trên núi, đồng thời cắt đứt cả nguồn nước của Mã Tắc. Cuối cùng Mã Tắc thất bại, để mất Nhai Đình, quân đội tổn thất lên tới 90%. Mặc dù đây là lần cầm quân thực tế đầu tiên của Mã Tắc, nhưng Mã Tắc cũng không phải là người không biết suy nghĩ. Bản thân cũng đã rất nhiều lần được Gia Cát Lượng khen ngợi. Chỉ có điều Mã Tắc quá cố chấp với kinh nghiệm thành công của người đi trước, cho rằng chế ngự được phía trên cao là giữ được Nhai Đình. Nhưng Mã Tắc nào ngờ nguồn nước lại là điểm yếu của mình trong trận chiến này, và quân địch cũng chẳng lạ gì kế binh pháp này. Dù kết tinh nhiều trí tuệ và tinh hoa của người trước, nhưng kinh nghiệm cũng không phải là thứ thuốc vạn năng. Nó cũng có phạm vi sử dụng nhất định. Dù có cùng một hoàn cảnh thì kinh nghiệm thành công cũng chưa chắc đã phát huy tác dụng nếu thoát ra khỏi phạm vi thích hợp. Vậy thì dù kinh nghiệm có đúng đắn tới đâu thì cũng sẽ trở thành sự ràng buộc mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sống ở đời, một vài nước phương Đông rất coi trọng kinh nghiệm của các cụ. Nhiều khi bất kể chuyên gia có bác bỏ những tin đồn vô căn cứ ra sao thì cũng không bằng một câu nói cách này hay lắm của bác hàng xóm. Đối với người phương Tây mà nói, một quan điểm chỉ cần về mặt logic nếu có thông thì họ sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng một số quốc gia lại không như vậy. Một quan điểm dù về mặt logic có hợp lý ra sao không quan trọng,
chỉ cần nó hợp tình người là kinh nghiệm là được. Vì sao chúng ta hay tin vào kinh nghiệm? Suy cho cùng, chẳng qua cũng chỉ vì kinh nghiệm có thể đem lại cho chúng ta con đường dễ đi nhất. Gặp vấn đề, chúng ta không cần suy nghĩ, không cần xác minh, chỉ cần lấy kinh nghiệm của người khác ra dùng là được. Tất nhiên có những kinh nghiệm quả thực phát huy tác dụng, nhưng chúng ta cũng không được phép vì vậy mà đánh mất đi sự suy nghĩ và phán đoán. Với kinh nghiệm không thể nào vì người khác nói là được mà lời suy nghĩ, lời tìm kiếm tư liệu chính xác, cứ thế áp dụng lời nói của người ta. Cứ như vậy, chúng ta đặt cuộc đời mình vào tay người khác. Suy cho cùng thì khả năng quan trọng nhất của một người là khả năng tư duy. Khả năng này là phao cứu sinh của chúng ta, giúp chúng ta trong một thế giới đầy sự chập chờn, không bị lừa gạt bởi kinh nghiệm của người khác và có thể nhìn thấy tất cả các loại lừa dối đeo mặt nạ đạo đức giả. Cuối cùng, mong bạn là người kỷ luật tự giác, mong bạn là người có cái nhìn khách quan trước những kinh nghiệm và một khả năng tư duy, suy nghĩ thấu đáo khi gặp phải vấn đề. Dẫu sao thì cuộc đời phải tiến lên trong những thử thách và sai lầm. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sống ở đời thất bại chính là mẹ thành công. Đây được xem như triết lý muôn thuở. Khi ai đó muốn khuyên bạn hãy chấp nhận thất bại và bạn sẽ thành công. Thôi, nhưng chỉ nghĩ như vậy thì vẫn chưa đủ. Nhận diện được bản chất của thất bại và xem đó là đòn bẩy giúp bạn đến với thành công, bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển mình hơn. Hầu như mọi người luôn lựa chọn làm những việc khiến họ tự tin. Họ không cố gắng hướng tới mục tiêu của họ. Hành vi sợ hãi này cũng khiến mọi người đi lệch hướng với thành công. Khi sự bị sợ hãi xâm chiếm, nhiệm vụ của bạn chính là phản ứng, không phải cố làm gì đó. Thay vì tập trung tìm cách để chiến thắng, bạn hãy dành phần lớn năng lượng của mình tập trung vào vấn đề rủi ro và tình huống xấu nhất. Bản năng của con người là chọn những điều quen thuộc, tiện lợi và dễ dàng. Tôi cũng không ngoại lệ. 1. Hầu hết mọi người không đi đúng hướng để thoát khỏi cuộc sống tầm thường. 2. Hầu hết mọi người không đi đúng hướng để có được những mối quan hệ tuyệt vời. 3. Hầu hết mọi người đều không dám nói họ hài lòng với sức khỏe của mình. 4. Hầu hết mọi người không cảm thấy an toàn về mặt tài chính. 5. Hầu hết mọi người chọn con đường dễ dàng mặc dù nó dẫn đến một cuộc sống tầm thường. Khi chúng ta được cấp một quyền tự do lựa chọn, chúng ta sẽ luôn luôn chọn được nghỉ ngơi hoặc chọn chỉ nỗ lực một nửa, hoặc chúng ta chọn những lý do thuận tiện. Chỉ có những nhân tài mới cảm thấy bứt rứt với sự tầm thường. Với nhiều người thì chỉ cần như vậy là ổn rồi. Không phải ai cũng khao khát mãnh liệt được vượt lên chính mình, trở thành phiên bản xuất sắc hơn hiện tại và đạt được vinh quang mà họ chưa bao giờ nghĩ mình có thể. Nhưng nếu bạn không phải loại người đó, thì những gì tôi sắp sửa nói ra đây sẽ thay đổi mọi thứ. Đạt được thành công từ nơi người khác thất bại, đứng dậy từ nơi bạn vấp ngã. Sự khác biệt giữa những vận động viên tầm thường với một nhà vô địch không nằm ở tài năng bẩm sinh, là nằm ở khả năng vượt qua những khoảnh khắc cực kỳ chán nản, ở nơi mà mọi nỗ lực sẽ trở nên đáng giá. Đều có một hố sâu khiến hầu hết mọi người từ bỏ. Nếu bạn có thể vượt qua hố sâu đó, bạn sẽ đạt được những thành tựu mà người khác sẽ không bao giờ thấy được. Đây là sự thật đối với mọi thử thách. Tất cả những gì bạn cần làm để đạt được những kết quả phi thường trong lĩnh vực bạn mong muốn là vượt qua được những hố sâu nơi mà tất cả mọi người bỏ cuộc. Bạn không cần cố gắng vượt qua hết những hố sâu mà bạn gặp phải trong đời. Thất bại thực sự là những món quà quý giá để bạn nhận ra rằng con đường đó không thuộc về bạn. Bạn không cần phải dò ở tất cả mọi lĩnh vực. Bạn không thể và cũng không nên. Nếu bạn có thể vượt qua hố sâu, nếu bạn vẫn tiếp tục bước đi khi mà mọi thứ dường như đều mong bạn bỏ cuộc, bạn sẽ đạt được những kết quả phi thường, bởi vì hầu hết mọi người đều không có sự chuẩn bị nên họ bỏ cuộc quá sớm và quay về cuộc sống, mối quan hệ, thu nhập và thực tế tầm thường của họ. Nếu bạn muốn đạt được thứ mà không ai có, bạn phải làm những thứ mà không ai làm. Mạnh mẽ, kiên định, có đầu tư. Nỗi đau đớn tạm thời mà bạn sẽ phải trải qua chẳng đáng là gì so với những lợi nhuận lâu dài mà bạn sẽ đạt được. Vận động viên siêu marathon Rick Collins từng trả lời làm cách nào để ông ấy tiếp tục chạy một chặng đường dài mặc dù mệt mỏi, đói khát và kiệt sức, rằng quyết định trước điều kiện của cuộc đua sẽ khiến bạn dừng lại và bỏ cuộc. Bạn không ra khỏi đường đua và nói rằng, chân tôi đau, tôi lại hơi bị mất nước, tôi cũng buồn ngủ, lại còn mệt và trời thì đầy gió và lạnh lẽo, tự nói với bản thân rằng mình nên bỏ cuộc. Nếu bạn quyết định dựa trên cảm xúc của mình tại thời điểm đó, bạn có thể sẽ đưa ra một quyết định sai lầm. Nếu bạn có vượt qua hố sâu, bạn sẽ đạt được những kết quả phi thường mà một ai xung quanh bạn có tin tưởng vào chính mình thì thành công sẽ đến. Niềm tin của bạn hình thành mọi hoạt động, suy nghĩ và cảm xúc. Nếu bạn thực sự tin tưởng rằng bạn có thể làm, chắc chắn bạn không thể làm được.
Có một thời gian dài tôi hầu như không tin tưởng bản thân mình. Tôi không hiểu rõ bất cứ thứ gì. Thành thật mà nói, điều mà tôi tự tin nhất là cuối cùng tôi cũng đã thất bại. Nhìn lại khoảng thời gian đó bây giờ, tôi mới nhận ra hồi đó mình thiếu tin tưởng vào bản thân như thế nào. Nếu bạn giả định một cách có ý thức rằng điều gì đó là đúng, ngay cả khi nó có thể sai, tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận điều đó như thể nó đúng và sau đó dẫn đến kết quả mà nó phải tuân theo, bởi vì ý thức của bạn đã giả định rằng nó đúng. Mãi cho đến 5 năm sau tôi mới thay đổi quan điểm của mình và bắt đầu tin rằng tôi là một nhà văn tốt. Niềm tin này mang lại cho những hành động cụ thể. Tôi bắt đầu sáng tác nhiều hơn, tôi mua một khóa học viết 500 đô, tôi bắt đầu coi bản thân mình như một nhà văn hàng đầu. Bài học ở đây rất đơn giản, nếu bạn muốn thành công, đầu tiên mục tiêu của bạn phải rõ ràng, sau đó phải phát triển niềm tin bản thân. Vấn đề mà hầu hết mọi người hay vấp phải là nỗ lực để đạt được mục tiêu mà không xây dựng sự rõ ràng và tự tin trước. Hầu hết mọi người mặc kệ cuộc sống trôi qua mà không ý thức rằng họ nên đầu tư nhiều năng lượng để tìm ra cụ thể đâu là cái họ muốn và họ cần đạt được những gì. Hầu hết mọi người đều sai lầm khi chọn thay đổi công việc, thiết lập một mối quan hệ mới. Thậm chí là ở một thành phố mới, khi họ cố gắng tìm ra những gì họ muốn và làm cách nào để đạt được chúng. Nhưng nếu bạn muốn đạt được những thành công mà người khác không có, bạn phải ngưng làm những việc mà người khác vẫn thường làm. Không gì trên thế giới có thể thay thế sự bền bỉ. Giáo dục không, tài năng không, khả năng tiềm ẩn càng không. Chỉ có sự bền bỉ và quyết tâm mới làm nên chuyện. Hãy chứng tỏ rằng bạn không thể bị đánh bại. Bạn có thể có được sự yên bình nội tại, bồi dưỡng sức khỏe và lòng nhiệt huyết không bao giờ cạn nếu bạn cố gắng mỗi ngày để đạt được điều đó. Kết quả sẽ trở nên thật hiển nhiên. Tại sao hầu hết mọi người đều sẽ quay trở lại cuộc sống tầm thường, trở thành người đứng đầu rất cô độc? 99% mọi người bị thuyết phục rằng họ không có khả năng để đạt được những thứ tuyệt vời, vì vậy họ nhắm đến một cuộc sống tầm thường. Mức độ cạnh tranh do đó cũng trở nên ác liệt vì mục tiêu thực tế, nghịch lý làm cho họ cảm thấy cạnh tranh nhất. Rất nhiều người xung quanh chúng ta có tư tưởng tiểu nhân. Họ thường quan tâm quá mức đến chuyện thành bại và do đó người ta để cho họ chiến đấu với những thứ vụn vặt của 99% những người còn lại. Những thành công trong mọi lĩnh vực mà tôi có được ngày nay là được kết từ hàng ngàn những thất bại nhỏ bé, nhưng cũng có một số thất bại không hề nhỏ chút nào. Đây chính là lý do vì sao hầu hết mọi người chọn sống một cuộc sống tầm thường, họ không sẵn sàng đối mặt với thất bại. Nhưng nếu họ không sẵn sàng đối mặt với thất bại, họ không bao giờ có thể có được những bài học từ những sai lầm. Nếu họ không bao giờ học, họ sẽ không bao giờ có thể thúc đẩy bản thân mình ngày càng phát triển. Bạn có muốn sở hữu công thức để thành công không? Thực sự nó rất đơn giản. Nhân đôi số lần thất bại của bạn. Bạn nghĩ thất bại là kẻ thù của thành công. Hoàn toàn sai lầm. Một là bạn bị nản lòng khi gặp thất bại. Hai là bạn có thể rút ra kinh nghiệm cho chính mình. Vì vậy, số phận của bạn như thế nào là do bạn chọn. Cứ tiếp tục mắc lỗi. Hãy sai lầm nhất có thể. Hãy nhớ rằng đâu là nơi bạn có thể đạt được thành công. Nếu bạn không sẵn sàng cho một cuộc thất bại, bạn chỉ mãi dậm chân tại chỗ. Tôi không phải đang vẽ ra một bức tranh ảm đạm về tương lai của mọi người, nhưng để thoát khỏi cuộc sống tầm thường, bạn bắt buộc phải nhận ra lối sống của một người phổ biến như thế nào. Thất bại rất khó chấp nhận. Tôi đã từng vượt qua những thất bại cực kỳ khó khăn đối với những người mà tôi biết. Những cảm giác đau đớn và cái cảm giác ngại phải trò chuyện với nhau khiến tôi cực kỳ khó chịu. Nhưng thông qua những thất bại, tôi đều học được một điều gì đó, thậm chí là hơn về các mối quan hệ, về thành công, về lòng kiên định. Một trong những điều quan trọng nhất mà tôi học được là những bài học đó không phải về chính bản thân bạn. Bài học không phải là về chuyện kiếm được nhiều tiền nhất trong đám bạn mà bạn chơi. Không phải về chuyện mua căn nhà đầu tiên hoặc cũng không phải về chuyện có một cô bạn gái nóng bỏng nhất để mời cô ấy đưa cô ấy đi tham dự buổi họp lớp cấp 3. Cũng không phải về chuyện cuối cùng cũng có dịp ra vẻ ta đây với bố của mình vì bạn mới được thăng sức, hoặc về những thứ tào lao khác. Những chuyện được liệt kê ở trên chỉ là những thứ tầm thường. Đó chỉ là những gì mà những người có mục tiêu tầm thường phấn đấu để đạt được. Hãy làm lơ những gì mà người khác đang làm. Hãy làm lơ những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Không tranh chấp, không có một điều khách quan nào bắt buộc phải đạt được. Chỉ đơn giản hãy làm tốt nhất những gì bạn có thể làm. Đấy là những điều quan trọng nhất mà bạn cần đạt được. Bạn muốn thoát khỏi cuộc sống tầm thường. Hãy dừng ngay việc chơi những game vô bổ mà hầu hết mọi người đang quan tâm. Hãy tập trung đưa ra những quyết định sẽ làm tăng giá trị cuộc sống của bạn. Bạn làm những điều ngớ ngẩn để có được những gì bạn nghĩ là bạn cần. Nhưng đây đó không phải là công thức để có được một cuộc sống phong phú, hào phóng, an toàn. Đó không phải là cách để bạn đạt được những gì bạn thực sự muốn có.
Lần mẹ tôi nói với tôi, nếu tôi nắm chặt tờ tiền thì chắc chắn nó sẽ không bị mất, như tôi cũng có thể nhận được nhiều tiền hơn nếu như tôi mở tay ra. Nếu bạn muốn một thành công đích thực, hãy ngay lập tức dừng làm những việc mà người khác làm, nếu không bạn sẽ không đạt được những gì bạn muốn. Hãy tập trung phát triển bản thân, hãy tiếp tục làm điều đó, đừng do dự, ngay cả khi bạn thấy mọi người đã bỏ cuộc. Hãy chọn cách sống theo đuổi niềm đam mê, đừng tránh nỗi sợ hãi, đừng trông đợi đổi đời nếu bạn còn chưa chịu thay đổi điều bạn làm mỗi ngày. Và như thường lệ trong phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chuyện ngắn cốt nhan đề Những chiều mưa đi qua của tác giả Đặng Thị Thanh Hương. Tôi không thể quên buổi chiều của nhiều năm về trước, tiếng gào điên cuồng của mẹ và cơn giận dữ đập phá của cha. Khi đó tôi lên 7 tuổi, cha mẹ đặt cho tôi sự lựa chọn một trong hai người. Không hiểu sao ngày đó tôi lại trốn ở với cha thay vì mẹ. Có lẽ thẳm sâu trong sự cảm nhận non nớt của một đứa trẻ, tôi thấy cha cô độc quá, mẹ còn đẹp và mẹ ồn ào. Hẳn không có tôi người cũng có niềm vui để lấp đầy. Tôi xa mẹ từ đó. Buổi chiều đầu tiên, cha lôi cùi dưới bếp thổi lửa nấu cơm. Bữa cơm không có mẹ sao mà tẻ ngắt và chán đến thế. Mẹ đi xa lắm rồi. Tôi và cha ở lại thị xã mà sau này những cơn mưa không ngừng, không dứt luôn dội vào ký ức tôi. Nỗi cô đơn, rét mướt của một đứa trẻ không có mẹ. Tôi vào học lớp 2, mẹ về thăm cùng một người đàn ông. Mẹ ôm ghì tôi vào lòng trước cổng trường. Mẹ gầy và xanh hơn. Người đàn ông đi lại tỏ vẻ sốt ruột. Tôi chợt thấy thương mẹ vô cùng. Có lẽ nào mẹ bỏ cha để chọn người đàn ông nhỏ thó với bộ mặt lạnh lùng này. Tôi vùng ra khỏi mẹ, tôi về sống với ông bà nội. Nỗi ân hận lần gặp mẹ làm tôi không yên. Chiều nào tan học tôi cũng đứng ở sân trường chờ đợi ông nội, thỉnh thoảng chép miệng, mẹ mày thật tệ. Bà nội không nói gì, chỉ thở dài. Một năm sau, cha lấy vợ mới, tôi vẫn sống cùng ông bà cho tới ngày dì Hoa sinh bé gái. Cha đón tôi về chăm sóc em. Suốt những năm tháng thơ ấu, tôi luôn mong mỗi buổi chiều về khi mọi việc trong nhà đã hoàn tất, tôi lại chạy ra cây cầu đầu ngõ chờ mẹ ở đó. Thỉnh thoảng mẹ vẫn về thăm tôi. Tôi ru em bằng những lời ru ngày xưa mẹ thường hát. Dì Hoa bảo, thôi đi mày, định đầu độc con bé cho nó hỏng như mẹ mày à. Từ một đứa trẻ nghịch ngợm và hữu động, tôi trở nên trầm tư như bà cụ. Giờ ra chơi, tôi thường tìm một góc vắng và lúc đó tôi mặc sức tưởng tượng về mẹ. Bà ngoại bảo mẹ sinh em bé nên không thể về thăm tôi. Tôi hay lần thần giải những lá phượng thành từng ô, nhặt đá xếp đống và thì thầm đoán tình yêu của mẹ dành cho tôi. Khi viên sỏi cuối cùng rơi xuống là chữ nhớ, thì cả buổi học hôm đó tôi vui lắm. Tôi tin rằng mẹ rất nhớ tôi, mẹ sẽ không bao giờ quên đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của mẹ. Hôm nào viên sỏi cuối cùng rơi xuống là chữ không, đêm về thế nào tôi cũng khóc. Tôi nhớ mối bận cha và mẹ cãi nhau, mẹ cũng khóc lặng lẽ, chống gối như tôi bây giờ. Thuở ấy bé quá nhưng tôi đã cảm nhận được nước mắt mẹ tràn trong bóng tối. Tôi thường đưa bàn tay bé nhỏ của mình lau nước mắt cho mẹ. Nhiều đêm sợ ngủ quên mẹ sẽ bỏ đi mất, tôi gác chân qua ngực người, tay nắm chặt vạt áo mới ngủ thiếp đi. Mẹ ơi, không có con ai sẽ lau nước mắt cho mẹ, có ai làm mẹ khóc nữa không? Tôi sống với cha và dì được 2 năm. Dì Hoa bảo không chịu được nổi cái mặt tôi, chả hiểu cái mặt tôi ra sao, chắc là khó coi lắm nên dì mới ghét. Bà ngoại bảo, mấy đời bánh đúc có xương. Tôi về nhà ông bà nội, dù sao thì bà nội cũng là người yêu tôi nhất, bà không bao giờ mắng. Mỗi bữa cơm bà thường giấu ông, luộc cho tôi quả trứng. Sau này lớn lên, tôi luôn nhớ về bà, hình như những người yêu thương tôi thì nhanh bỏ tôi mà đi. Bà nội mất đột ngột, tôi càng cô đơn hơn. Ông nội thỉnh thoảng lại chửi, con mẹ mày thật tệ. Trong gia đình tôi còn một người anh họ, anh trưởng hơn tôi 9 tuổi. Bà mất rồi, anh thường đưa đón tôi đi học, tối về lại dạy toán và làm hộ những bài thủ công mà tôi chúa ghét. Thế giới riêng của tôi là góc nhỏ sau nhà, ở đó bày la liệt những món đồ chơi anh trường làm cho, con búp bê bằng vải, chiếc kèn lá dứa, những con chim bằng giấy và có cả một cô tiên tóc vàng, phần thưởng mẹ tặng tôi ngày tuy học sinh giỏi toán. Tôi gọi cô tiên ấy là mẹ, tôi sống trong thế giới của mình. Trí tưởng tượng luôn hướng về những ngày có mẹ. Cha từ khi có em bé cũng ít vào thăm tôi, thỉnh thoảng mang vào mấy tờ báo thiếu niên rồi vội vã đi. Ông không nhắc đến mẹ lần nào. Tôi lớn lên tự nhiên như cây cỏ, không biết nũng nịu, không cả dỗi hờn. Bàn tay săn sóc của mẹ xa rồi. Cha thì bận bịu, tôi tự lo cho mình. Việc gì không làm được mới nhờ đến anh Trường. Anh Dương thi đỗ đại học, ngày anh đi tôi khóc mãi. Anh hẹn sẽ luôn về thăm tôi. Tôi nghe bố nói với ông mẹ, sống nghèo lắm, mẹ không đi làm mà nhà nước như ngày. Ở cùng với bố, con tôi mẹ phải đứng bán hàng thuê,
lương trả được bao nhiêu. Chú định trồng rau của mẹ không? Tôi ngồi bên hè cửa nhìn ra ngoài. Trời mưa răng kín, những chiếc bong bóng vỡ ra muôn ngàn sắc màu lung linh hư ảo. Tôi đếm mãi mà không sao đếm hết những bóng nước phập phồng, chờ đến lượt tan cùng trong rãnh nước lớn. Và trong trái tim tôi bất chợt nhói lên câu ca mẹ ru tôi ngày nào: ầu ơ trời mưa, bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Lời ru như linh cảm chẳng lành cho mẹ và cho cả cuộc đời tôi nữa. Những bong bóng nước mưa trở thành thứ cung ứng giạt rào cho một đứa trẻ quen sống và hoạt động trong thế giới nội tâm, mặc sức vẽ vời. Tôi nghĩ về những câu chuyện thần thoại cầu được ước thấy, để tưởng rằng tôi và mẹ sống bên nhau trong dinh điện nguy nga tráng lệ. Ở đó, chiều chiều hai mẹ con đứng nhìn mặt trời nghiêng, nắng đốt tan những bong bóng mưa, hóa kiếp cầu vồng trên chiếc cầu vồng kia. Tôi và mẹ cùng chung sống để chẳng còn phải sợ chia ly nữa. Ngay cả những cơn mưa bé nhỏ nhất, những khung cảnh được tạo dựng trong giờ khắc vật vã nhất cũng chỉ mong giành giật lại mẹ cho tôi. Bấy nhiêu ý thức dù là nhỏ tí, tuy nhiên lại lớn giọng vô chừng trong cái ảo giác hoang vắng bùa vây tôi, giống như chiếc chìa khóa mở vào vạn kho báu cũng chỉ mong được tìm thấy mẹ, điều khắc khoải của một đứa trẻ thiếu mẹ. Tôi gặp mẹ lần sau cùng lúc ấy mẹ vừa mới sinh em bé, nhìn mẹ gầy gò xanh xao và có vẻ vội vã. Tôi hờn giận nói với mẹ: mẹ có em bé nên quên con rồi. Mẹ khóc lặng, mẹ nói rằng đêm nào mẹ cũng nhớ tôi, lúc nào mẹ cũng thương tôi, mẹ chỉ mong được đón tôi về ở cùng. Thật tội nghiệp mẹ bỏ đi, giọt nước mắt ngày sống với cha để lại nhận thêm những giọt nước mắt khác. Xét cho cùng nước mắt thì giống nhau, đều mặn và chát và khó chịu. Mẹ tìm kiếm cho mình hạnh phúc, nhưng trong cả hai cuộc hôn nhân mẹ vẫn có tìm thấy đâu sự thanh thản. Sau này khi đã là một thiếu phụ có chồng và có con, tôi mới hiểu cận nguồn nỗi khổ của một người mẹ phải xa con. Rồi còn bé, ngày đó tôi đã biết lấy tình thương dành cho mẹ lấp đầy nỗi giận hờn. Dù thế nào tôi cũng biết rằng mẹ luôn nhớ tôi và yêu thương tôi. Niềm tin ấy đã giúp tôi đi qua cả một chặng đường dài thơ ấu bằng những giấc mơ vô tận về một ngày được sống bên mẹ. Nhưng những giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực, nó trở thành huyền diệu và lung linh suốt cuộc đời tôi. Sau này nó chi phối tôi, ngay cả khi tôi đã nếm trải mọi cảm giác của một người đàn bà đi qua bao khổ ải chất chồng của mấy cuộc hôn nhân để khi làm mẹ. Làm vợ rồi mới biết những gì mẹ trải qua ngày ấy cũng giống như muôn nỗi bất hạnh của tất cả những người đàn bà khác. Hạnh phúc mẹ đi tìm, giọt nước mắt mẹ đánh đổi ngày ấy tuy có vẻ như giống nhau nhưng thực chất không phải thế. Mọi niềm hạnh phúc hay bất hạnh đều làm sao giống nhau như nỗi buồn của mẹ hay nỗi bất hạnh của tôi trong hôn nhân sau này. Mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai. Nhưng điều có chung là niềm khao khát hạnh phúc. Một buổi chiều tôi đang đứng ở chỗ đợi chờ quen thuộc thì bà ngoại đến, vẻ mặt hốt hoảng. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bà ngoại cứ ngồi khóc suốt chặng đường về Hà Nội, cả chặng đường 5 tiếng giờ tàu chạy. Tôi chỉ mường tượng tới lúc gặp mẹ, chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm. Tôi đã 12 tuổi và bắt đầu lớn, trên ngực nổi rõ hai núm cau nho nhỏ. Lần bị hành kinh đầu tiên, tôi khóc vì hoảng sợ, chẳng có mẹ dạy cho tôi điều đơn giản ấy. Tôi thầm giận mẹ, con gái thiếu mẹ khổ trăm bề. Tôi sẽ nói với mẹ thế và xin mẹ cho tôi về ở cùng. Bố giờ cũng chẳng cần tôi nữa từ khi sinh em bé. Tôi đứng sững sờ trước quan tài mẹ, không thể tin mẹ yêu dấu của tôi đang nằm đây. Qua ô kính nhỏ, gương mặt mẹ vẫn phảng phất nỗi đau không sao hiểu nổi. Sắc đẹp sau làn phấn mỏng tuy đã phai tàn nhưng vẫn còn rõ nét. Mẹ tôi chết vì bệnh ung thư dạ con, căn bệnh hiểm nghèo và phát hiện muộn. Du định chồng của mẹ kể, lúc lâm chung mẹ gọi tên tôi mấy lần. Tôi đi sau quan tài mẹ, chẳng hiểu sao tôi không khóc được. Trời đổ mưa tầm tã, đoàn người thì âm thầm chậm rãi. Những chiếc phấn đỏ rực, vòng hoa đủ sắc màu trông rã rời và nặng nề như những con bướm bị xả cánh dưới trời mưa. Tấm khăn xô phủ trên đầu tôi ướt sũng nước mưa xối từ trên đầu, làm cây xẻ mắt tôi. Không hiểu sao hôm đó trời lại mưa nhiều đến thế, như khóc thay tôi, đứa trẻ đã côi cút lại thêm một lần mồ côi nữa. Mẹ được đưa về quê ngoại, một huyện ngoại thành, cánh đồng nơi mẹ nằm trống sơ, hun hút gió. Những cây cỏ rạp xuống dưới những bóng nước mưa vỡ trên đầu ngọn. Suốt vùng làng mạc trắng xóa sầm sập tiếng mưa đổ, một tháp chuông nằm trơ vơ trên nền trời trắng đục. Trong cái giờ khắc u thảm này, bỗng chốc từng hồi chuông vang lên, ngân dài và thê lương như chào đón linh hồn của mẹ về cõi vĩnh hằng. Chiếc quan tài dần dần hạ xuống đáy huyệt, nắm đất đầu tiên lẩy bẩy rơi xuống. Mẹ đã từ bỏ kiếp người đáng thương, đến đây chọn một chỗ cho mình. Bên cạnh mẹ là những ngôi mộ cũng bắt đầu xanh cỏ. Họ sẽ đón mẹ vui mừng cho một bài thánh ca mới. Những bài thánh ca trốn vô cùng không có nước mắt, không có đớn đau,
cũng không có cả những giấc mơ về một niềm hạnh phúc như trên dương thế. Những linh hồn không hình ảnh, không năng lượng, bay lượn giữa không trung và nắm tay nhau cùng mỉm cười. Tôi nhìn thấy mẹ ở đó, vẻ đau thương trên gương mặt người hình như vẫn chưa tan hết. Mẹ nhìn tôi, nước mắt dần dần, rồi vẫy tay như mỉm cười tự nhiên. Trong tôi cháy lên niềm tin bất diệt, niềm tin thật sáng trong, giống như một sự xác tín bởi ý nghĩ mẹ của tôi sẽ lên trên thiên đàng. Mẹ xứng đáng được đón đợi như thế bởi cả cuộc đời này. Mẹ tôi chỉ nhận toàn nỗi đau buồn trong sự nhẫn nhịn và hy sinh. Tôi ngồi thụp xuống giữa hai hàng bia mộ trắng, nhìn căn nhà cuối cùng của mẹ đang vun cao dần, nước mắt vón lại trong ngực tôi, chăn chối theo dõi làn khói sương vơ vất lẫn vào trong mưa. Không sao tin nổi mẹ nằm đó và sẽ không bao giờ trở về tìm tôi trên cây cầu quen thuộc ngoài đầu ngõ. 5 năm cách xa người, tôi vẫn nhớ như in gương mặt mẹ buồn buồi ra tòa khi tôi chọn ở với cha. Vẻ hững hụt đau thương ấy hằn in trên mặt mẹ tới tận hôm nay. Tôi đã nhìn thấy điều ấy qua vuông kính nhỏ, nó trở thành nỗi ám ảnh và day dứt suốt cuộc đời tôi sau này. Tôi đã cảm nhận nỗi đau của mẹ ngày xa tôi qua hơi hướng của mẹ còn vương trên tấm áo tôi giấu đi của mẹ để ôm vào lòng hàng đêm. Tôi đã hờ tấm áo ấy trên lửa bao lần nhưng mong mẹ sẽ sốt ruột mà quay về. Tấm áo giờ đã cháy mất vạt, nhưng mẹ đã không thể trở về. Một nửa thời thơ ấu trôi qua, đêm nào tôi cũng thèm gọi tên mẹ, thèm được an nhiên gối đầu ngủ vùi trên cánh tay người. Cả chặng đường dài sau này tôi không còn được gọi mẹ để tưởng tượng đợi chờ đưa mẹ trở về. Chú định gọi tôi, mẹ để con đây. Tôi mở ra thấy một cuốn sổ, ngày đó không kịp hiểu những gì mẹ viết. Chỉ khi lớn khôn tôi mới biết đó là tất cả tình thương mẹ dành cho tôi. Những trang viết đủ làm hành trang cho một đứa con gái thiếu thốn trăm bể cất bước vào đời, bù lại những gì tôi bị lấy mất, bị khước từ và ban cho tôi như một kho tàng quý báu. Tôi mang theo bên mình, mỗi khi có chuyện buồn lại dở ra đọc. Cảm thấy mẹ luôn ở bên tôi từ giác quan nào đó. Mẹ vẫn chuyện trò, chia sẻ những điều thường nhật. Đêm ấy, về nhà, tôi thấy ông nội trở dậy thắp nhang trên bàn thờ và ngồi rất lâu trong bóng tối. Cha ôm tôi vào lòng, mắt loáng nước. Cha xin phép ông đón tôi về nhà. Dì Hoa không còn cạnh khóe về bộ mặt khó coi của tôi nữa. Không ai nhắc đến mẹ, chỉ mỗi năm một lần, bà ngoại đón tôi ngày giỗ mẹ. Tôi lớn lên, học hết cấp 2, cấp 3. Tôi không nói cho ai biết về những giấc mơ đêm đêm có mẹ hiện về. Xác thân người tan vào đất, nhưng trong tôi mẹ còn đó, vẫn đôi mắt dịu hiền ngấn nước mỗi lần về thăm tôi. Tôi lớn lên va đập với bất hạnh, nhưng tất cả đều trôi qua nhờ ánh mắt ấy của người. Tôi thi đỗ đại học với số điểm cao nhất tỉnh. Cha và ông nội đưa tôi ra ga. Lúc tàu chạy, ông run rẩy cầm tay tôi, nói nhỏ, cháu về nhớ tìm em. Vâng, đó là việc đầu tiên tôi sẽ làm, ít nhiều bù đắp cho em phần tôi thiếu hụt lặng thinh và quan trọng. Tôi nhận thấy ánh mắt của mẹ đang nhìn tôi tin cậy. Ngủ yên đi, mẹ yêu dấu. Giật đổ xuống một cơn mưa mới, biết bao nhiêu những cơn mưa đi ngang đời người. Bao nhiêu kiếp bong bóng tan vào đất, làm sao đếm hết cũng như buồn vui một kiếp, đâu phải do mình, phải thế không mẹ ơi? Tôi nhìn thấy mẹ trong cánh đồng cỏ giữa chừng trời, sau lưng người, dải cầu vồng tỏa ánh hào quang lấp lánh trên nền mưa rát bạc. Vâng, kính thưa quý vị, bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của sách Nói Minh Triết.